themselves. They introspect themselves. Introspect themselves means themselves mean they look at themselves and then they think what they have done. Okay, what they have done. They think the mistake they have done in the past or and now they need fasting. They need fasting and it means they don't eat anything. And then they think about what I have done in the past. And what I did something wrong or I have seen, so that day they clean their soul, and they also clean their body. So that festival is a Yom Kippur. Understand, Phương Anh? Yes, teacher. Thì trong cái cụm từ Yom Kippur thì bất tử Yom Kippur. Yom Kippur là một cái lễ hội, một cái ngày lễ ở Israel. Thì trong cái ngày lễ này là một cái lễ thường niên và thường tổ chức vào tháng 10. Thì trong cái ngày lễ này những cái người Israel họ sẽ giống như là họ ngừng ăn, họ nhịn ăn đấy, thì để họ đi xem lại chính mình, giống như là một cái sự sám hối, họ nghĩ lại là những ngày qua, những cái ngày tháng qua họ đã làm những cái gì, họ sám hối và họ gột rửa tâm hồn chính mình, họ gột rửa bản thân mình. Okay.